Xin chào các bạn, mình là Quang và các bạn đang xem Mạng Studio. Nếu các bạn vẫn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy bấm đăng ký ngay để có thể nhận được những video công nghệ hot nhất, mới nhất vào thời điểm hiện tại nhé. Hôm nay thì sau một tháng trải nghiệm, mình làm video này để chia sẻ với các bạn những cái cảm nhận của mình về chiếc HP Pavilion Gaming AMD 2020. Đây không phải là video bóc phốt, mà đơn giản chỉ là mình đang nói về những cái điểm được và chưa được của chiếc máy này, từ đó làm giúp cho chúng ta hiểu thêm về nó hơn. Phần được đầu tiên ý, đó chính là màn hình. Với cái viền siêu mỏng cùng với tấm nền Full HD IPS cho độ sáng lên tới 250 nit và góc nhìn 178 độ. Đặc biệt là tần số quét 144Hz ý, giúp cho các bạn không những trải nghiệm gaming mượt mà chúng ta sẽ còn rất tốt khi di chuột ở trong trình duyệt web. Phần được tiếp theo ý, đó chính là kích thước và cân nặng. HP Pavilion Gaming AMD 2020 ý, mặc dù là máy gaming nhưng nó chỉ nặng có 1,98kg. Kích thước dài, rộng và dày lần lượt là 36cm, 25,7cm và 2,35cm, tức là nó chỉ hơn so với máy 15 inch phổ thông một chút thôi, rất tiện cho cái việc trải nghiệm gaming di động. Máy trang bị CPU AMD R5 4600H, card GTX 1650 4GB cùng với RAM 8GB. Cấu hình này đáp ứng tốt các nhu cầu gaming kiểu eSport. Kiểm tra render ảnh thực với Cinebench R20, CPU R5 4600H tỏ ra vượt trội hơn so với Intel i7-1750H. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Cuối cùng mức TDP 45W ấy, thì R5 4600H vượt trội khá so với Intel i7-1750H. Hơi buồn một chút so với cho các bạn đã mua Intel. Kết nối trên HP Pavilion Gaming AMD gồm có một cổng HDMI 2.0. Với cổng này, chúng ta có thể thoải mái xuất tín hiệu hình ảnh ra 144Hz. Tiếp đến là một cổng USB 3.1 và một cổng LAN 1GB. Chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C ở đây. Hơi tiếc một chút là cái cổng USB Type-C này thì lại không hỗ trợ Thunderbolt 3 và không hỗ trợ xuất tín hiệu hình ảnh. Tuy nhiên thì một cổng HDMI 2.0 này đã quá đủ rồi. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có là một khe đầu đọc thẻ SD và một cổng audio combo 3.5. Ở bên mặt trái máy thì chúng ta sẽ chỉ có một cổng sạc truyền thống và một cổng USB 2.0. Với cái cổng này ấy, tại sao lại có thiết kế này thì chúng ta sẽ biết ngay ở trong cái phần mà mở máy để check linh kiện. Mở máy check linh kiện để nâng cấp. Tôi hiểu các kết nối được dồn sang một bên để nhường chỗ cho ổ HDD lưu trữ truyền thống. RAM và SSD NVMe được bố trí gần CPU để đạt được băng thông tốt nhất. Tản nhiệt hai quạt lớn cùng hai ống đồng giải nhiệt cho toàn bộ hệ thống. Bàn phím của HP Pavilion Gaming AMD là loại full size, bấm rất êm và nầy. Đặc biệt được trang bị LED 3 mức sáng màu green, rất độc đáo trong thị trường gaming hiện tại. Touchpad di mượt nhưng hơi nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm gaming. Loa B&O thiết kế khối 3D nghe rất ổn so với loa laptop. Đó là tất cả các điểm cộng. Bây giờ đến điểm trừ này, các bạn nhìn nhá. Đó, cái bản lề này ấy, thì chúng ta đã trải nghiệm 2 năm trời rồi, không có bất kỳ một cái vấn đề gì về cái độ bền của nó. Tuy nhiên thì với cái cảm quan cá nhân của tôi ấy, nếu mà HP làm nó chắc chắn hơn một xíu thôi thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nó không phải là vấn đề chất lượng mà nó chỉ là cảm quan thôi. Bạn đã thấy thì không biết là vì lý do gì đó, cái mẫu AMD này lại sử dụng là hai quạt và hai ống đồng dùng chung, chứ không phải là hai quạt riêng và hai ống đồng riêng cho mỗi bộ phận như là phiên bản Intel. Cái việc này thì nếu mà được trang bị tản tốt như phiên bản Intel ấy thì chúng ta sẽ có hiệu năng và nhiệt độ tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm AMD thì theo Quang là chúng ta nên tham khảo tại các đại lý phân phối chính hãng ở trong phần link dưới mô tả video. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho Mạng Studio ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.